Đây anh làm cái nón bằng lá dừa đó. Bà ba. Ở đâu? À, bánh khọt. Bánh khọt nè. À, đây là nui. Không. Kem hả? Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về với trung tâm Sài Gòn. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp, và có những ngày mua sắm nhân cái sự kiện Black Friday thật là thú vị. Và hôm nay nhân một cái chuyến đi bộ tiếp tục, chúng ta lại có mặt ở đây là đường Hàm Nghi, giao lộ với Hồ Tùng Mậu. Thẳng hướng này là Hồ Tùng Mậu nè. Theo con đường Hồ Tùng Mậu này, chúng ta sẽ đi đến Tôn Thất Thiệp, rồi đi ra siêu thị Takashimaya. Con đường Tôn Thất Thiệp là một trong những con đường ngày xưa bán rất nhiều kim khí điện máy như là cassette, TV, radio, đồ đĩa đó ha. Và ngày xưa cũng có tên là Võ Duy Huy Sài Gòn đó. Bạn ta nhìn qua cánh trái đó là con đường Hàm Nghi, một trong những cái đại lộ rất đẹp, rất lớn ở Sài Gòn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái đẹp đó đã nhường lại cho con đường Nguyễn Huệ rồi. Thì ở đây chỉ là con đường có rất nhiều ngân hàng, con đường tài chính ở trung tâm Sài Gòn này. Ở đây có ngân hàng như Vietcombank hay là Techcombank hay là Aribank hay là Vietinbank. Rất là nhiều ngân hàng tập trung ở con đường Hàm Nghi này. Và ngày hôm nay cuối tuần, sẵn dịp chở bạn đồng nhỏ đi chơi, rồi em dẫn các anh chị và các bạn cùng cô chú chúng ta cùng đi lang thang trên con đường Hàm Nghi này. Rồi mình sẽ đi dạo ra bến Bạch Đằng để xem hình ảnh của bến Bạch Đằng những ngày cuối tuần này, những sự kiện này có gì đặc biệt không ha. Đó, ta nhìn bên cánh trái đó là đường Hải Triều, một trong những con đường bán rượu nổi tiếng ở Sài Gòn năm xưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì không có bán nhiều rượu nữa, đổi lấy hình ảnh của một cái building rất là lớn, rất là cao. Đó là tòa nhà 68 tầng, cao nhất nhì Việt Nam. Tòa nhà được thiết kế bằng khung thép thôi. Rất là cao luôn. Rồi thôi, chúng ta đi ha. Và bên cánh phải đó là tòa nhà ngân hàng ngày xưa nè. Và bây giờ cũng mang một cái sứ mệnh của ngày xưa, đó là ngân hàng. Bây giờ là ngân hàng BIDV. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi trên đường Hàm Nghi ha. Sài Gòn dạo này có rất nhiều sự kiện, cũng như ở nước ngoài. Những sự kiện như là ở nước ngoài có Thanksgiving, Black Friday, thì ở Sài Gòn chúng ta cũng có sự hưởng ứng của những cái sự kiện đó hả. Mà ngày hôm nay chúng ta cùng đi dạo qua cung đường Hàm Nghi để xem con đường Hàm Nghi ngày hôm nay như thế nào, và đi đến bến Bạch Đằng về đêm đông đúc như thế nào. Và lúc chiều em đi ngang thì em thấy có một cái sự kiện gì đó rất là đông, nhưng mà không biết sự kiện gì. Thì hôm nay buổi chiều nay sẵn
chẳng tiện thì mời bà con mình chúng ta cùng đi giao bộ ha, tản bộ chơi. Đối với con đường Hàm Nghi này, ngày xưa thì có rất nhiều nhà hàng, quán nhậu thâu đêm suốt sáng, những phòng tập tạ. Hồi xưa thì có phòng tập tạ của Lý Đức rất nổi tiếng. Nay thì phòng tập tạ Lý Đức đã dời về quận 8 rồi. Và ngày hôm nay cái đường Hàm Nghi cũng không còn nhiều quán nhậu như ngày xưa nữa. Và chúng ta thấy những hình ảnh nó hơi vắng. Ở Sài Gòn thì những ngày cuối tuần ở trung tâm này thì cuối tuần lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp. Chúng ta đi vài bước nữa là mình sẽ ra đường Tôn Đức Thắng. Mình cặp theo dọc theo đường Tôn Đức Thắng thì có bến tự nhiên ở đây quên bến Bạch Đằng. Trời đứa này nhiều thông tin quá, nhiều địa danh quá rối. Chúng ta tới đây là giao lộ Tôn Đức Thắng và Hàm Nghi. Trong những video đi bộ thế này thì biết đâu những hình ảnh này lại có những cái ký ức của chú anh chị, nên thành ra em đi cũng rất là chậm và nói rất nhiều về những địa danh. Tại vì Sài Gòn bây giờ thay đổi rất là nhiều. Nếu mà em không nói thì có lẽ các chị và các bạn không hiểu. Đặc biệt cô chú càng khó hiểu hơn khi mà nhìn cái cảnh như thế này. Đó, đây là đường Tôn Đức Thắng. Biểu tượng của tòa nhà cờ quốc ngữ nè, cái chỗ mà để cờ quốc ngữ. Hôm bữa em không biết cái nhà nhỏ nhỏ đây là cái gì, nhưng mà theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì đó là chỗ để treo cờ quốc ngữ. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi lên cầu, đó là cầu Khánh Hội đi về quận 4. Ngày xưa đi qua con đường Trịnh Minh Thế đó, mà ngày nay đó là đường Nguyễn Tất Thành. Mình nhìn lại con đường Hàm Nghi nè, với rất nhiều building. Ở đây có một cái building xây rất là lâu rồi, nhưng mà có lẽ vì một lý do gì đó nên thành ra đứng hình rồi, đứng hình mấy năm nay. Chúng ta nhìn lại con đường Hàm Nghi mình vừa đi qua nè. Để trước khi chúng ta đi qua cái bến Bạch Đằng thì mình nhìn lại con đường Hàm Nghi này. Rất là đẹp, rất là nhiều cây cối, ban ngày rất mát mẻ. Thẳng hướng Hàm Nghi chúng ta đi đến chợ Bến Thành đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách qua đường, để qua đường như thế nào đây. Ở Sài Gòn qua đường luôn là một cái gì đó nó vất vả, nguy hiểm. Chúng ta thấy trước mặt ta đó có hai cánh buồm, đó là tàu tàu năm sao, tàu Elisa, tàu nhà hàng đó. Ở trên đó thì có một cái nhà hàng ăn uống rất là lớn ở trên đó. Khoảng 9 giờ tàu sẽ chạy một vòng ở cặp sông Sài Gòn. Đường Tôn Đức Thắng ngày nay đông ghê chưa, cuối tuần quá trời. Rồi chỗ này có chỗ qua đường nè, chúng ta sẽ đi qua đường nha. Mà đông quá,
vừa cầm camera vừa nhân ấm đường nữa, rất là hồi hộp. Nhưng mà không sao. Cố gắng hết sức cẩn thận và chúng ta đi qua đường. Ở đây xe chạy luôn tuần à. Nếu mà các anh chị, cô chú anh chị và các bạn xem TV thì sẽ cảm thấy rất là chóng mặt, tự vì xe chạy như tên lửa. Ao 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 ao. Wow, luồng xe liên tục. Nối đuôi xe hơi lại có xe máy. Người ta chạy như là tên bay vậy đó. Wow. Oh, wow, bên đây nữa. Ở đây là dốc cầu Khách Hội đổ xuống nè. Ở đây người ta không quá nhường cho mình, mặc dù xe rất là đông. Wow. Cái này là người lớn là khỏi qua luôn, quá sợ. Rồi chúng ta qua được rồi. Đằng kia có cái sự kiện gì đây? Mình sẽ đi lại đằng kia xem thế nào ha. Rất là đông. Rất đông các giới trẻ, các bạn trẻ. Chúng ta nhìn bên cánh trái thì đó là đường Nguyễn Huệ, đại lộ Channel. Con đường Channel ngày xưa, một cái kênh đào đi thẳng đến Vinh, cái Vinh tiện quên tên Vinh gì luôn. Các anh chị thông cảm, nhiều khi cái những địa danh ngày xưa và bây giờ ít có sử dụng nên thành ra em lại quên, còn có sự nhầm lẫn. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Rồi chúng ta đi lại cái sự kiện này ha, để xem sự kiện này là sự kiện gì. Bên cánh trái là khách sạn Majestic. Mừng kiếm kỷ lâm hồ các bạn ạ, một sáng tác của nhạc sĩ Tinh Vân Bài Nghi Á. Sài Gòn đẹp lắm, đúng rồi, chính xác. Một tràng vỗ tay thật lớn chào đón các cô gái công nữ tạo dài thật đẹp. Nhóm Song Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Chúng ta kiếm đường qua nha. Rồi mình đi vòng phía sau. Phía trước đông quá mình không qua được. Dashing through the
thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a... Đây anh làm cái nón bằng lá dừa đó.
đậu xanh, mì chay, mì chay bồ đề, tìm đại lý phân phối trên toàn quốc, ẩm thực đường phố. Quá trời. Bánh malai đi cô chị ơi. Bánh malai. Rất là nhiều sản phẩm ăn uống, rất là nhiều món, rất là nhiều loại. Đây là nui. Chúng ta tiếp tục đi qua đây xem còn gì nữa không nha. Một cái hội chợ ẩm thực ở bến Bạch Đằng. Hình như đến đây là hết rồi. Để đi đến đây thì các anh chị các bạn, nếu mà chúng ta ở quận 4 thì mình sẽ đi thẳng cái con đường Nguyễn Tất Thành và đi qua cầu Khánh Hội đến con đường Tôn Đức Thắng này. Và nếu các anh chị và các bạn ở Bình Thạnh thì chúng ta sẽ đi theo đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi Điện Biên Phủ, cũng tìm đến con đường Tôn Đức Thắng này. Và trên cái đường Tôn Đức Thắng có một cái bến gọi là bến Bạch Đằng, thì ở đây có một cái sự kiện hội chợ ẩm thực. Chúng ta có thể đến đây ngắm cảnh, rồi ăn uống, rồi vui chơi. Chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh về cái hội chợ ẩm thực trên đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng. Gửi các anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. Rồi bây giờ thì bye bye các anh chị và các bạn. Rất là đông luôn.